cầu thủ đoạt giải thưởng quả bóng vàng năm nay. Trong số 3 cầu thủ của chúng ta còn lại đó chính là tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, tiền vệ Nguyễn Minh Phương, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và thủ môn Bùi Tấn Trường, câu lạc bộ Cao su Đồng Tháp. Không biết là ba gương mặt còn lại ai sẽ là người đoạt danh hiệu quả bóng vàng. Chắc hẳn là cả khán phòng của chúng ta đang rất là hồi hộp đúng không ạ? Bây giờ thì xin được mời hai vị khách đặc biệt, đó chính là Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm cùng với nam diễn viên Huy Khánh cùng bước ra sân khấu để công bố giải thưởng này. Cho phép Huy Khánh và Trúc Diễm được gửi lời chào đến tất cả quý vị đại biểu và quan khách có mặt tại nhà hát Bến Thành ngày hôm nay, và xin phép được chào tất cả quý vị khán giả yêu bóng đá Việt Nam đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Vâng, ngày hôm nay Trúc Diễm và Huy Khánh cảm thấy rất là vinh dự khi được có mặt tại buổi lễ trao giải long trọng này. Kể cả Huy Khánh và Trúc Diễm, và Diễm nghĩ rằng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi buổi lễ trao giải này ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều là những fan hâm mộ bóng đá Việt Nam rất là cuồng nhiệt đúng không ạ? Và bây giờ là giờ phút rất là quan trọng. Trúc Diễm cảm thấy tim mình đập rất là nhanh và cảm thấy anh Huy Khánh cũng đang rất là rung. Huy Khánh và Trúc Diễm cảm thấy là hồi hộp thôi chứ không có rung bằng những cầu thủ còn ngồi lại ở dưới khán phòng ngày hôm nay. Chính xác là chúng ta còn 3 cầu thủ đang rất là hồi hộp và chờ đợi chúng ta công bố kết quả. Cho nên và là cho phép Huy Khánh và Trúc Diễm được vinh danh tên của cầu thủ xuất sắc nhất của năm 2010 sẽ nhận được quả bóng vàng ngày hôm nay. Anh giúp em mở ra. Thưa quý vị, tất cả khán phòng của nhà hát Bến Thành cùng với những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ đang rất hồi hộp và chờ đợi diễn viên Huy Khánh và Hoa hậu Trúc Diễm công bố quả bóng vàng dành cho cầu thủ nam năm 2010. Giải quả bóng vàng hôm nay Huy Khánh sẽ vinh dự được vinh danh tên của cầu thủ được nhận quả bóng vàng năm 2010, đó chính là cầu thủ Nguyễn Minh Phương. Xin chúc mừng cầu thủ Nguyễn Minh Phương. Xin chúc mừng. Vâng ạ, có thể nói là một gương mặt điển trai của sân cỏ, cầu thủ Nguyễn Minh Phương đã vinh dự nhận được danh hiệu quả bóng vàng năm 2010. Xin được chúc mừng anh. Chúng ta cùng dành thêm một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho cầu thủ Nguyễn Minh Phương, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, quả bóng vàng lần thứ 16 năm 2010. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lên sân khấu để trao giải thưởng quả bóng vàng. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang cảm nhận không khí thật hân hoan và tưng bừng của lễ trao giải quả bóng vàng lần thứ 16 năm 2010, và xin được chúc mừng quả bóng vàng đó là cầu thủ Nguyễn Minh Phương, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Xin được mời Trúc Diễm và Huy Khánh sẽ tiến đến để chụp hình với ba gương mặt cầu thủ xuất sắc của chúng ta. Xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hà. Một lần nữa xin được cảm ơn Trúc Diễm, cảm ơn Huy Khánh. Và chúng tôi xin mời ba cầu thủ đứng lại để chúng ta cùng chụp một tấm hình lưu niệm với nhau ạ. Xin mời ba cầu thủ. Các anh hãy cười thật tươi lên để có được cái niềm vui chiến thắng ngày hôm nay. Chúng ta đã nỗ lực rất là nhiều đúng không ạ? Cả một năm dài đằng đẵng với biết bao sự cố gắng, biết bao công sức, thì ngày hôm nay các anh mới có được những cái giải thưởng rất là vinh dự.